Em chào các bác nhá, em Lâm đây. Tiếp tục lên video quay cho bác một em Fujitsu. Em này thì gọi là phu pháo. Có những anh em cũng như là các bác nhà dân xem trên kênh thì gọi là phu loa. Còn ở trong Nam thì người ta gọi là phu pháo. Bởi vì nó có hai loa này, nó quay lên quay xuống này, nó như là nó như là cái loa ấy, nó như là khẩu pháo ấy thì gọi là phu pháo. Con này thì rất là đẹp rồi. Con này mà lắp ở phòng khách thì nó là chấm hết cuộc tình rồi. Con này mà lắp ở phòng khách thì không những nó thể hiện một cái đẳng cấp riêng của một người gia chủ, cũng như để phải nói về độ làm mạnh cũng như độ tuần hoàn gió. Đặc biệt ở phòng khách thì lắp con này thì phải nói là nó cực kỳ khỏe, bởi vì hai bên nó có hai chiếc loa. Chiếc loa này có tác dụng làm gì, là nó sẽ hút không khí ở bên ngoài này, tức là ở bên bờ tường mà điều hòa không thì làm mát, nó hút đây và nó tuần hoàn gió, gọi là tuần hoàn gió ấy quá. Đấy, và lọc không khí. Nói chung là cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Con này thì nó full công nghệ rồi, auto lia dọn dàn, steamer, hay còn gọi là ion hay gọi là plasma ấy. Lôm la thì nó cũng là cái chế độ diệt khuẩn thôi. Ví từ hãng Panasonic thì nó gọi là Nano E. Đấy, Nano X. Daikin thì nó gọi là steamer. Đấy. Như Nitto và Mitsu thì nó gọi là plasma, và Fujitsu thì nó gọi là plasma diệt khuẩn. Đấy, lôm la nó chỉ là công nghệ diệt khuẩn thôi, thì mỗi một hãng thì nó sẽ gọi một cái công nghệ khác nhau. Đấy. Chứ không phải là nhiều bác cứ hỏi em là thế Mitsu thì nó có Nano E không, có Nano X không, thì nên là em trả lời các bác là nó có plasma. Thì nhiều bác hỏi em là plasma là cái gì, đấy thì cũng thưa bác là nó chỉ là cái công nghệ diệt khuẩn thôi nhá. Và con Mitsu dòng phu loa này nó hơn các cái dòng phu khác, thì là nó sẽ có một cái lọc điện, là cái thanh lọc điện ở bên trong này này, đấy, cái thanh lọc điện ở bên trong này này, bên trong này này, thì nó có một thanh lọc điện màu xanh xanh này. Đấy, nó sẽ lọc bụi mịn mà bằng mắt thường không thể nhìn thấy được. Nó gọi là bụi mịn 2.5 đấy. Đấy, mịn gọi là độ mịn 2 HP đấy. Đấy, tức là nó nhỏ mà mắt thường mình không thể nhìn thấy được, thì con này nó sẽ lọc được cho mình. Đấy, đây là lắp ở phòng khách thì cực kỳ tốt luôn. Đấy, và phòng ngủ thì nếu có điều kiện chơi thì lắp phòng ngủ thì nó lại còn càng tốt hơn. Đấy, mà giá thành thì rất là bình dân luôn. Trước này thì em đã chốt một bác khách ở Hà Nội rồi. Đấy, trước này hôm trước một bác khách hỏi em thì cứ lấn ná chưa mua, xong rồi đến lúc bán đi thì giờ lại hỏi tiếp. Bởi vì thực ra ấy, không phải là lúc nào cũng có những con máy này mà mua đâu, mà giá cả thì bây giờ nó lên kinh khủng khiếp luôn. Bản thân bây giờ em cứ bán máy ra là em mua vào bằng cái giá thì em bán ra. Nhiều bác hỏi em là sao mua thế bán thế làm gì, bởi vì là trước mình mua rẻ thì bây giờ mình bán như vậy là mình có lời rồi, còn bây giờ mình nhập cao và thì hôm nay nó vào lắng thì mình lại bán lên giá sâu, thế là chuyện bình thường đúng không? Cái này thì em bán bạc cả đô. Nói chung thì nó xanh ngắt ngặt luôn, cực đẹp các bạn. Nói chung thì không có gì mà chê, thẳng tắp như sợi chỉ. Trước này thì bác ấy đích thân xuống nhà em, bác ấy xem máy cũng như là check máy rồi. Bây giờ thì cũng chỉ có quay video cho bác ấy, cốt là chủ yếu hướng dẫn bác ấy dùng là chính thôi, chứ còn thì máy thì bác ấy thăm rồi. Đấy, tay chân sờ nó bẩn này, đấy, không thể tránh được làm nghề các bạn. Đấy, xong xuôi thì mới lau bọc ni lông lên cho bác ấy được. Đấy, bây giờ chỉ yếu là hướng dẫn các bác dùng thôi. Đấy, bác nào mà đang dùng con phu loa này mà chưa biết dùng thì có thể xem qua video này để em hướng dẫn dùng luôn nhá. Đấy, thì dùng rất là dễ dùng thôi, nó không có gì phức tạp cả. Đây, đầu tiên màn hình nó sẽ tối này, thì đây nó sẽ cảm biến tiền trong, chỉ cần treo cái nút này là được, cái này nó sáng lại luôn. Đấy, thì đây là cái tay này, nó có mũi tên này, là để quay này, là lên cái đèn này này, thì mình có thể chọn các chế độ. Mình sao mũi tên thì nó có các chế độ đây, mũi tên chạy lạnh này, chạy hút ẩm này, chạy nóng này, chạy tự động này, a là tự động này, chạy quạt không này. Đấy, dưới là quần cái hình cái áo thì là chế độ sưởi. Đấy, thế mình chọn vào chế độ nào thì mình bấm vào đấy. Thế bây giờ ví dụ là em chọn chế độ nóng nhá, thì em sẽ bấm vào chế độ nóng, thì em sẽ ấn phím OK ở đây thì là sẽ chọn chế độ nóng, thì cần mình ấn lên là OK là tự động máy nó sẽ chuyển sang sang đèn màu đỏ luôn, là mình sẽ chạy được chiều nóng luôn. Đấy, thì chiều nóng này rất đơn giản, thì nó không có nên giảm số, đây là xuống này, đấy, đây là tăng này. Ví dụ mà lạnh quá thì mình tăng lên, đấy, nóng quá thì mình giảm xuống, đấy, ví dụ nóng quá thì mình giảm xuống, thì nó cũng như là cái bật chiều lạnh nó cũng lên ra, nó cũng như vậy thôi. Và cái khiển này thì không cần phải quay mặt lạnh nhá, cái khiển này thì các bác có thể quay bất cứ một hướng nào, bởi vì là cái khiển này nó kết nối bằng sóng radio, tức là sóng bắt nội bộ, tức là bắt trong phạm vi gần nội bộ, tức là dành cho những bác mà lắp vào phòng khách hoặc phòng ngủ. Ví dụ phòng ngủ mình treo trên cao mà cái mặt này lạnh này, cái mặt lạnh này nó bị che sau một cái tấm gỗ hoặc là sau một cái gì đó. Ví dụ như Việt Nam mình giờ các bác thích che che cái mặt điều hòa này vào chẳng hạn,
Còn là mình để phòng khách thì mình vướng vào sau một cái ba tô hay là cái rèm đấy, mà thường thường những cái điều khiển khác là mình phải đi vào trong mình mới bật được, thì cái này không cần, nó sẽ bắt sóng xung quanh nhà luôn đấy, xung xung quanh trong vòng 10 đến 15 mét thì là mình có dùng luôn, không cần phải là dí trực tiếp mặt lạnh này nữa, mà mình để chỗ nào cũng được đấy. Còn là mình ấn nút tên mũi tên sang ngang này, sang ngang này đấy, bây giờ đang chế độ lạnh nhá, vừa đây là nhiệt độ, là bật cho này lần nữa này là nó sẽ là chuyển nhiệt độ, là bật một lần nữa thì sang đây thì có hình dung này, nó có hiển thị quạt nhá. Thì ở trong cái quạt này thì nó có bật tự động các quạt này, ở trên này là bật tự động các quạt này, dưới này là chỉnh quạt trong này, chỉnh hai cái loa hai bên này đấy. Thì đương nhiên là dùng cái này thì các bác phải tải cái phần mềm Google Dịch về rồi, bởi vì toàn bộ đây là máy là tiếng Nhật thì bản thân em cũng không thể nào dùng hết được tiếng Nhật được, thì bản thân em cũng phải tải cái app bên nó có tiếng dịch tiếng Việt và tiếng Nhật đấy, từ tiếng Nhật sang tiếng Việt đấy, thì là mình dùng hết các chức năng luôn. Đấy, mình bấm một mũi nữa là thế nào, cái mũi tên này này, cái mũi tên này này, em bấm lại nha, ba cái mũi tên này nó ký hiệu cho ba cái vấy đảo này, đấy, vấy lên vấy xuống này, thì mình có thể chọn bất cứ một cái chế độ nào thôi, đấy, mình chỉ cần chọn vào ấn OK này thôi, và mình chỉnh vấy này, đấy, mình chỉnh lên này, đấy, và mình ấn OK này, bây giờ mình chỉnh cái vấy, camera quay cái vấy này, em bật này, OK này, đấy, thì động cái vấy là sẽ vấy luôn này, đấy, đấy rất là đơn giản thôi, đấy, mình thích chọn chế độ nào thì mình lại chọn vào đấy. Đấy. Mình bấm vào. Đấy là cái loa nó sẽ quay luôn. Đấy, loa nó sẽ quay luôn. Đấy. Mình chỉnh độc lập cùng một lúc luôn. Đấy. Tức là nó rất là nhiều cái chế độ chỉnh khác nhau để cho mình chỉnh. Đấy thì mình quay ra thì có chấn nút này để quay ra này. Đấy, quay ra màn hình, quay ra cái màn hình chính. Đấy. À ví dụ mũi tên mình chỉnh gió thì mình thích chỉnh cái gió nào thì mình chỉnh. Đấy. Thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Nó không phức tạp gì cả. Bởi vì tất cả đây nó ký hiệu bằng bằng cái hình thể để mình dùng rồi, nên nó cũng rất chỉ là tiện thôi. Đấy, mình quay ra thì mình sẽ bấm vào đây. Đấy, quay ra mình bấm vào đây là quay ra này. Đấy, thì mình sẽ chọn chế độ tiếp, chế độ turbo chạy sức khỏe. Đấy, còn chế độ cảm biến AI. AI là gì? Là cái cảm biến này nó sẽ quét góc nhiệt và quét cái lượng người để cân bằng lượng nhiệt, thì cái này bọn em để auto mặc định rồi. Đấy, mình cứ để chế độ AI là mặc định luôn, là cái chưa đây là lát nó sẽ bật vào dụng lắm. Đây cài đặt chế độ AI này, chế độ thông minh này, vì cái này nó mặc định nó sẽ cài đặt cho mình rồi. Đấy, mặc định rồi, nó mặc định nó cài đặt chế độ AI mình. Đây nó chỉ là cái hướng dẫn cho mình là cái chế độ AI là có gồm có những cái gì thôi. Đấy, nó rất là đơn giản, nó kiểu hướng dẫn sử dụng đấy, lên A là như vậy. Đấy, còn đây là cài giờ, hẹn giờ. Đấy, chế độ AI là chế độ tự động này. Đấy, là chế độ tự động này. Đấy, là chế độ tự động này, thì mình sẽ chọn vào đây là xong. Đấy, thì là tự động nó sẽ sang đèn tím và nó sẽ cân bằng cho mình. Đấy, nói chung là rất là dễ dùng thôi, nói chung là dùng nhiều thì nó thành quen thôi. Và cái này nó rất là tiện, mình để trên bật tường mình gắn cố định vào luôn, thì là trẻ con hay là mọi người vào người ta không nghịch nữa, bởi vì là gần như cái này là mình để cố định luôn. Bởi vì những bác mà đang bỏ ra những cái điều hòa mà trên 20 triệu này rồi thì các bác thì gần như là bật quanh năm rồi, chứ không phải là mua về để treo để chơi đâu. Đấy, thì chiếc này là em bán cho bác là giá là 24.500.000, và bác em mua 3 chiếc nhà em gồm 2 cái Mitsu máy 9 nữa, thì là em bao ship tận nhà được bác luôn. Cùng với một bác Hà Nội, bác ấy mua 2 con này. Đấy, thì bác Hà Nội thì đang phải lấy giấy tờ để viết hóa đơn cho bác ấy. Đấy, chất máy thì cực kỳ đẹp luôn. Nhà em Lâm thì lúc nào cũng cam kết với bác là 100% là hàng đấu và hàng cửa tiệm bên Nhật, cam kết không bao giờ làm hàng lô hàng mông. Tất cả máy mặt lạnh em bao zin 100%. Bác nào mà mua nhà em mà phát hiện ra máy sơn xi lại, đánh bóng lại, em tặng bác cái máy luôn. Đấy, có một số chiếc máy rẻ nó bị sất xeo đấy, và nó bị là máy cỏ, thì trong năm người ta trộn vào, vì là bọn em mua rẻ người ta trộn vào, thì những chiếc máy đấy là có những con vàng để sơn lại, là em bán rẻ, là bán kín, tức là bán kín là gì, là gần như là không quay video để nội bộ để cho các bác hay phải các bác dùng, gọi là ngoan bổ rẻ đấy, để chấp nhận bán rẻ. Đấy. Đấy, bác nào đang cần những cái dòng full loa VIP như thế này và các cái đầu công suất thì cứ alo cho em, máy em rất rất nhiều đấy, đủ cho các bác mua thoải mái luôn. Đấy, ngày mai thì em lại tiếp tục vài tầm 40 con nữa. Đấy, ngày kia nhanh thì chiều mai, không thì ngày kia lại cho vào đây 40 con điều hòa nữa cho các bác mua chán đi thôi. Đấy, từ hôm qua đến giờ thì hơn chục bác đặt cọc tiền cho em, thì các bác hỏi là hết máy chưa, thì thưa các bác là cứ bao giờ nó xuống khoảng tầm 70 con máy, dưới 70 con máy thì lại cho ra đây tiếp 40 con nữa, tức là làm sao lúc nào phải để trên 70 con máy để cho các bác mua cho thoải mái đi thôi. Nên là các bác nào gần thì cứ qua nhà em xem hàng trực tiếp và trải nghiệm hàng trực tiếp, người thật việc thật, tay các bác cầm các bác sờ đấy, cũng như bác Hà Nội bác mua 3 con này nhà em này,
bác xuống lên nơi bác chỉ bảo là nó quá đẹp và nó quá trên mức tưởng tượng, không có gì mà chê, cứ thế là bác cầm tiền các bác về thôi đấy. Mà các bác xuống nhà em chơi có chè quê hương này, có bánh quê hương này, nhà em có đặc sản bánh gai đấy, các bác cứ xuống nhà em có chè có nước có bánh đấy, các bác ăn các bác xem máy không mua cũng được đấy, chứ không phải xuống mà phải mua, xuống cứ xem cứ trải nghiệm đấy. Mà các bác xuống nhà em các bác tham khảo giá này, các bác thấy nhà em đắt thì các bác đi chỗ khác các bác mua đấy. Làm sao các em chỉ mong các bác mua được những con máy rẻ nhất đến tay các bác là em sướng rồi, chứ không bao giờ muốn các bác mua đắt, cứ đâu rẻ là mình mua các bác ạ. Đấy, giá thì nó có giá chung rồi, nghĩa làm sao các bác đi mua được, tìm một đúng cái hàng chất chất lượng mình mua nó yên tâm hơn mà dùng nó sướng hơn đấy. Có nào quan tâm thì alo em hai số điện thoại này nhá, 0975 360 433, dưới là 0377 996066. Em chào các bác nhá. Đấy, các bác là cần các dòng điều hòa nào thì cứ alo cho em, rất rất nhiều máy đấy. À, nhanh thì chiều mai chậm thì ngày kia lại về tiếp 40 con máy nữa cho các bác mua cho thoải mái. Em chào các bác nhá.